Halloween vui vẻ sẽ đến với bạn. Thật tốt nào bạn đang sợ hãi, chỉ cần giữ cơ số bạn mơ, bạn không muốn bỏ lỡ sự kỳ diệu nói sợ hãi. Bạn có thể giữ anh đến tận nhưng mà không thể xem bạn được, nhưng mà cược họ sẽ lại đến để xem ta. Chúc mừng bạn được vui vẻ Halloween, chúc mừng bạn được vui vẻ Halloween. Halloween vui vẻ, bạn có thấy vui không? Tôi có thể nhìn thấy bạn chuyển sang màu trắng cùng với sự hạnh phúc. Còn gì làm ta phải sợ hãi, họ sẽ không cắn đau của bạn, trừ khi bạn cảm thấy nghịch ngợm. Tối nay bạn có thể trốn dưới tấm ga riêng, trong tâm trạng bạn không thể giữ tiệc, nhưng bạn cược họ sẽ lại đến để xem ta. Chúc mừng bạn được vui vẻ Halloween, chúc mừng bạn được vui vẻ Halloween. Hãy tự hỏi Halloween có điều gì mà vui vậy? Hãy nhìn vào lũ quái vật đang cười kìa. Thật tốt nếu bạn đang sợ hãi, chỉ cần giữ cơ số bạn mơ, bạn không muốn bỏ lỡ sự kỳ diệu nói sợ hãi. Bạn có thể giữ anh đến tận nhưng mà không thấy xem bạn được, nhưng bạn cược họ sẽ lại đến để xem ta. Chúc mừng bạn được vui vẻ Halloween, chúc mừng bạn được vui vẻ Halloween. Halloween vui vẻ. Có khu rừng đáng sợ đằng sau ngôi nhà của tôi, vì nó quá đáng sợ. Tôi đi vào rừng sau đó hôm nay, nếu chúng tôi thấy bị lạc mất rồi. Các cây trên cao to lớn và xây, chúng đã hút luôn ánh sáng ban ngày. Hãy giúp tôi ra khỏi nơi đáng sợ đó, nếu có thể, nếu có thể. Hãy giúp tôi ra khỏi nơi đáng sợ đó, chỉ khi tôi có thể. Ở đó thật sự rất là tối, tôi nghi ngờ có sự xấu xa ở đây. Kẻ lừa đảo lầm bẫm xung quanh, tôi không thể thành được phát giam thanh này. Tôi đã ở đó trong rừng sâu, tôi tự hỏi nếu tôi được tìm thấy. Hãy giúp tôi ra khỏi nơi đáng sợ đó, nếu có thể, nếu có thể. Hãy giúp tôi ra khỏi nơi đáng sợ đó, chỉ khi tôi có thể. Đột nhiên bóng đêm bao phủ, chỉ có ánh trăng lọt qua các nhánh cây. Bóng ma nhẹ nhàng lướt trước và sau, cũng tôi dõi theo từng bước chân tôi. Ngay khi nhìn thấy một ít thức ăn, tôi biết tôi sẽ là một bữa ăn nhẹ. Hãy giúp tôi ra khỏi nơi đáng sợ đó, nếu có thể, nếu có thể. Hãy giúp tôi ra khỏi nơi đáng sợ đó, chỉ khi tôi có thể. Đó là lý do tại sao tôi phải ra khỏi khu rừng đáng sợ này.